Em ơi, xin chào tất cả mọi người chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em nha video này mình sẽ làm một cái kèo sàn anh chị ha tên là cái sàn xe à, à, Đây là một cái sàn mới và khi chúng ta đăng ký chúng ta sẽ nhận được cái đồng con sàn anh chị nha rồi bây giờ em sẽ vào cái thứ nhất là nói về cái thông tin chi tiết cái phần thưởng cũng như là chúng ta nhận được khi chúng ta tham gia cái sàn cái thứ hai nữa là chúng ta đăng ký và tới ngày 30 tháng 11 này thì nó sẽ cho mình giao dịch hai anh chị nha rồi đầu tiên á, là chúng ta sẽ vào bên cái phần dịch hang này em đã đã cập nhật và em uh, dịch cho anh chị xem. Thì đối với cái sàn xe uh, đét này kiếm tiền điện tử trị giá tới 25 đô la. Khám phá cách thức hoạt động của các loại tiền điện tử cụ thể và kiếm một chút của mỗi loại tiền điện tử để tự thử nghiệm. Thì đối với mỗi lần giới thiệu á, cô chú anh chị mình sẽ nhận được là 500 cái mã thông báo là sai nha anh chị. Đối với mỗi năm mươi lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được 5 đô vào tài khoản giao dịch của mình Số tiền tối đa bạn có thể nhận được là 25 đô tức là sao ạ? À? Khi mà cô chú anh chị giới thiệu được cho một người bạn bè, một người thân thì chúng ta sẽ nhận được 500 cái đồng xa. Khi chúng ta giới thiệu được tới người thứ 50 á là chúng ta sẽ nhận riêng được 5 đô, còn cái phần xa này là nhận riêng anh chị. Và tối đa có giới hạn là một người chỉ nhận được là 25 đô, tức là chúng ta giới thiệu đâu đó khoảng là à, 250 người thôi, phải không ạ? À? Rồi kiểu như vậy anh chị nha tiếp tục là cái thông thông tin cơ bản như vậy bây giờ chúng ta sẽ đăng ký nha anh chị cái sàn này nó còn mới lắm thì cô chú anh chị mình thấy được ok thì cứ làm nói chung kèo sàn thì đăng ký đi anh chị ơi thà chúng ta làm lầm hơn là bỏ sót nha mọi người tại vì tương lai chúng ta không biết được cái sàn nó sẽ phát triển được như thế nào có thể là phát triển nhanh chậm có thể là cam luôn cũng không chừng rồi bây giờ trước khi làm thì cô chú anh chị mình lấy cuốn sổ ra ghi cho em tên cái sàn sad sàn dép ghi cái chữ web nha sau đó ghi cho em cái gmail nè ghi cho em cái à, mật khẩu và cái mật khẩu là chữ hoa chứ thường số và ký tự đặc biệt nha và khi chúng ta làm xong chúng ta nhớ ghi cho em là cái link đăng ký trong đó nó sẽ có cái, cái link mà chúng ta giới thiệu em nhầm cái link chúng ta giới thiệu tại vì trong đó nó sẽ có cái ID cái địa chỉ của cái tài khoản của mình lỡ sau này có bị khóa thì chúng ta cũng còn cách để chúng ta liên hệ qua mail để chúng ta nhờ họ mở nha anh chị nha rồi bây giờ đầu tiên nó sẽ xuất hiện như thế này thì khi cô chú anh chị mà nó nhấp vào trong cái đường link em để dưới phần mô tả hoặc là trong cái phần tin nhắn đã ghim sẽ đưa đến cái giao diện như thế này thì đầu tiên chúng ta sẽ nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải nhấp vào cái chữ là mở bằng trình duyệt cho em ha ở đây nó sẽ là tiếng anh chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải chúng ta chọn cái chữ dịch nha mọi người ở đây mua và bán tài sản kỹ thuật số con xa là cách dễ nhất an toàn nhất và nhanh nhất để mua và bán trao đổi tài sản tiền điện tử. Bây giờ mình đăng ký nha, cô chú anh chị nhấp một cái chữ là bắt đầu nha bây giờ giúp em. Ở đây chúng ta sẽ nhập cái email vào thì hồi nãy chúng ta ghi vào cuốn sổ cái email nào thì chúng ta dựa vào đó mà chúng ta làm nha mọi người. Rồi, cái mật khẩu như em nói đó, chữ hoa chứ thường, số và ký tự đặc biệt và ít nhất là 8 ký tự trở lên giúp em. Sau đó chúng ta nhập lại cái dòng mật khẩu này. Rồi mình nhấp vào cái ô vuông tôi không phải là người máy nha. Sau đó mình nhấp vào cái chữ đăng ký thì cái này nó còn mới lắm anh chị nó còn sơ sài lắm nó chưa có gì gọi là 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 chi tiết đâu anh chị nhấp vào cái chữ lưu giúp em nha đó rồi ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải chọn cái chữ dịch giúp em nè ở đây là tổng quan nha cô chú anh chị lưu ý nè thì sau khi cô chú anh chị đăng ký xong chúng ta sẽ nhận được là 4 đô anh chị thấy tổng số dư của em ở đây nè nó quy ra đô á là 4 đô và chúng ta đăng ký xong chúng ta sẽ nhận được 1.000 anh chị nha 1.000 cái đồng là xa này cô chú anh chị nè mỗi ngày chúng ta sẽ vào đây chúng ta điểm danh mỗi ngày và chúng ta nhận thêm cái đồng xa ở đây có cái mục nhận tiền thưởng nè còn tiếng anh đó, nó sẽ là cái gì ạ tiếng anh nó sẽ là get bonus xe nha anh chị mình nhấp vào ở đây giùm em chúng ta nhấp vào thì chúng ta sẽ nhận được cái gì nữa chúng ta nhận sẽ nhận được thêm một ngàn nữa là chúng ta được hai ngàn cái đồng xe là chúng ta lên được 8 đô và hiện tại cái này nó chưa cho giao dịch nha anh chị khoảng tới ngày 30 tháng 11 rồi bây giờ em sẽ review sơ qua về cái tổng quan này. Đây là cái giao diện trên điện thoại, nhưng mà nếu như chúng ta nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải, anh chị mình nhấp vào cái chữ là trang web cho máy tính đó, thì nó sẽ xuất hiện ở cái dạng đẹp hơn. Nhưng mà cái dạng này thì khi em chia sẻ, nó sẽ mờ cô chú anh chị mình sẽ đọc rất là khó. Rồi chúng ta sẽ cố gắng chịu khó giúp em ha. Đây nó sẽ có là tổng quan, giao dịch tiền điện tử, tài khoản của tôi và giới thiệu. Thì tổng quan ở đây nó là như thế này phần trên đây á, là cái số lượng mà quy ra cái USDT chúng ta có được ở đây có một số cái đồng như là xe nè tóc cành sàn BNB Bitcoin ETH Dot Tron LTC XGP và BNB rồi ở đây chúng ta nhấp vào cái mục là giao dịch tiền điện tử giúp em ha ở đây á, là đang có giao dịch là các cái đồng anh chị ha như cái này á, là cái đồng Bitcoin là anh chị chúng ta thấy không ạ à? Rồi. Chúng ta có thể là nhấp vào mua. Cái này nó kiểu như là giao dịch. Anh chị thấy nè, giao dịch sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 11, tức là từ đây tới ngày 30 tháng 11 á là họ vừa thúc đẩy phát triển cộng đồng, họ vừa nâng cấp cái cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như là cái trang web thì tới ngày 30 tháng 11 sẽ cho giao dịch. Lúc đó có thể là chúng ta sẽ bán được cái động xe luôn, nhưng mà tới đó được hay không là do sàn nó quyết định nha anh chị nha. Chúng ta chỉ nắm theo cái lịch trình của họ đuôi ra như vậy. Em chuyển sang cái giao diện điện thoại đi Cho nó dễ, cho nó rõ Rồi thì ở đây cơ bản là như vậy Đây là bên cái giao diện là gì ạ Chúng ta bên cái giao diện là tray Em nhấp vào có một tổng quan nè Cái này mỗi cái á là Chúng ta bắt buộc phải phải nhấp bộ dịch Rồi ở đây á là cái trang tổng quan anh chị nha Mình nhìn thấy này Nó cơ bản như vậy thôi Tiếp theo á là cái chỗ là giao dịch tiền điện tử em đã bùa vào rồi. Ở đây có cái chữ là chúng ta thấy tài khoản của tôi chúng ta nhấp vào. Em sẽ chọn cái chữ dịch tiếp. Thì hiện tại á là mấy cái này cũng chưa có liên kết được anh chị nè, nào là email nè, rồi Google Authen nè. Thì cái này á thì chưa có mở cho chúng ta để xác nhận nha, bây giờ chúng ta chỉ đăng ký cơ bản như vậy thôi. Cô chú mình nắm rõ nha. Thời gian tới em sẽ cập nhật tiếp. Rồi cái chỗ giới thiệu này chúng ta nhấp vào em xin phép là dịch tiếp chiến dịch giới thiệu nè liên kết giới thiệu của bạn thì cô chú anh chị nhấp vào đây sẽ có cái link này chúng ta nhấp vào cái link này sao chép chúng ta đưa vào trong cái uh, các nền tảng ha để chúng ta chia sẻ đó là cái link của em thì cô chú anh chị mình vào cái chỗ đó đối với mỗi lần giới thiệu bạn sẽ nhận được 500 cái mã thông báo xe cứ mỗi 50 lần giới thiệu bạn sẽ nhận được 5 đô vào tài khoản giao dịch của mình tối đa là chúng ta chỉ giới thiệu được 250 người thôi tránh cái việc mà chúng ta gom được cái đồng của họ nhiều á rồi cơ bản như vậy tiếp tục ở đây có hai cái phần một là telegram và hai là twitter anh chị nên follow nha em sẽ nhấp vào cái telegram trước chúng ta chọn telegram cái dự án còn mới anh chị ơi nên là họ mới có ít người tham gia thôi và đối với cái kèo này em khuyên ngang làm ri nha tuyệt đối là không được nạp tiền vào đừng có thấy nó gửi sa kinh hay này kia cái lãi cao mà chúng ta nạp tại vì dự án mới mình chưa biết nó như thế nào anh chị đừng có nên đầu tư vào chúng ta đầu tư là chúng ta nên lên cái sàn bên nạnh để chúng ta đầu tư những cái con cho nó nó sẽ ok hơn rồi tiếp theo là chúng ta nhấp vào cái Victor nè chúng ta nên follow luôn anh chị em sẽ follow luôn thì hiện tại là họ đang theo dõi một người là Elon Musk ha và họ có 494 người theo dõi ở đây họ có thông tin nè anh chị có thể vào đây xem để sau này mà chúng ta muốn rút được chúng ta còn phải liên kết các ví nữa còn nhiều bước lắm Bây giờ anh chị sẽ vào cái gì? Chúng ta sẽ vào cái mục là tổng quan này nha. Rồi ở đây chúng ta nhấp vào cái chỗ dịch tiếp nè. Ở đây có cái mục trao đổi hay là cái mục swap chúng ta nhấp vào đây anh chị. Thì ở đây có cái chức năng swap. Ví dụ như em muốn swap cái đồng này sang đồng kia thì sao? Ở đây em có đồng BNB 3 nành chain. Đây em muốn swap sang cái đồng khác em sẽ nhấp vào đây. Ví dụ em muốn swap sang cái đồng là ETH đi ở đây em sẽ nhập số lượng ví dụ như là 100 cái đồng bên đây thì nó sẽ ra bao nhiêu cái đồng ATH ở đây chúng ta nhấp vào hoàn thành ha đó anh chị thấy nè cái chức năng này là cái chức năng swap thì sau này cái động xe khả năng cao chúng ta sẽ swap sang cái động khác như thế này và chúng ta liên kết quý và chúng ta rút tới đó thì em sẽ cập nhật tiếp nha mọi người rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nha ở đây chúng ta có thể cái đăng xuất này là chúng ta thoát được khoảng nha anh chị rồi em thấy cơ bản là như vậy thôi cái sàn này nó còn rất là mới và nó hầu như là à, nó rất là đơn giản luôn thì chúng ta chờ thời gian tới họ cập như thế nào à, anh chị thấy được thì chúng ta cứ làm cái kèo này ha kèo sàn thì chúng ta cũng à, chiến đi anh chị nói chung mình không biết được đâu anh chị nhấp vào cái ba chấm tròn phía trên bên phải nhấp vào cái chữ là thêm vào màn hình chính cho em ha ở đây chúng ta có thể để hoặc là chúng ta thay đổi tên của họ rồi chúng ta chọn cái chữ thêm Lúc này nó sẽ xuất hiện trên cái Màn hình chính của mình như là một cái dạng app luôn Rồi cơ bản là như vậy nha anh chị Rồi em sẽ phép dừng cái video nha mọi người Có gì không rõ thì cô chú anh chị Mình bình luận phía dưới đi em sẽ trả lời cho mọi người nha